Điều kiện trận đấu của đội chủ tài Liên đoàn chuyền Việt Nam, trọng tài thứ nhất ông Đinh Hoàng Anh, trọng tài thứ hai ông Phạm Thái Hòa, đội ra sân của đội thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Bùi Thị Huyền, số 6 Trần Thị Cẩm Tú, số 7 Đào Thị Nhung, số 9 Thạch Thị Sâm Át, số 16 Đặng Thị Huỳnh Nhi, số 17 Phạm Trúc Quỳnh Anh, vận động viên Lilo, số 15 Phạm Mai Hà, huấn luyện trưởng và Trần Thị Thu Huyền. Đội ra quân của đội Kinh Bắc Bắc Ninh, số 5 Nguyễn Thị Nga, số 9 Nguyễn Thị Nhị, số 10 Nguyễn Huyền Trang, số 18 Nguyễn Thu Hà, vận động viên Lilo, số 3 Nguyễn Thị Hà, huấn luyện trưởng ông Phạm Văn Long. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu bóng chuyền nữ do đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh gặp đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ toàn quốc năm 2018. Trang phục áo đỏ quần đen là đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh, bên trái màn ảnh nhỏ các bạn, còn áo vàng quần đen Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu bắt đầu. Một không cho Kinh Bắc. Kinh Bắc là đội ra bóng trước và đã giành được một điểm. Đá bóng không được. Đá bóng tốt. Vẫn còn. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng ngay từ phút đầu tiên. Dán bóng ra ngoài. 2 điểm cho Kinh Bắc. Chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh được các cổ động viên cổ vũ rất là nhiệt tình. Đá bóng tốt. Đáp. Chắn bóng ra ngoài. 3-0 cho Kinh Bắc. Bóng đập rào chắn ra ngoài, điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đá bóng tốt. Đáp bóng qua. Alo Bắc Ninh. Điểm Bắc Ninh 4-1. Không khí rất là sôi động. Vẫn còn. Liên tiếp. Rồi, tốt quá. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm Thành phố 2-4. Đội
giành chiến thắng hai trận trước Trường Bắc Ninh 5-2. Đạp hàng rào ra ngoài. Điểm thành phố 3-5. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đội bóng Lữ Kinh Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đều giành chiến thắng trước hai đối thủ là Vĩnh Phúc và Binh chủng Thông tin. Điểm cho thành phố. Bóng ra ngoài. Điểm cho thành phố. Điểm thành phố 5-0. Lắp đều. Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lại thế trận. Kinh Bắc Bắc Ninh đang vươn lên dẫn điểm. Sáu đều. Điểm thành phố 6-0. Hai đội có những biên đánh rất là tốt, đều giành giật từng điểm một. Trận đấu rất là hay. Đá bước 1. Leo đáp. Đáp bóng tốt. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm thành phố 8-7. Trận đấu rất là hấp dẫn. Hai đối thủ ngang sức ngang tài. Đá bóng tốt. Bóng đập bóng ra ngoài. Điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh. 9-8. Kinh Bắc Bắc Ninh đang dẫn điểm. Đập đi. Đá bóng tốt. Đập rồi. Vẫn còn. Bên lạ vẫn. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bắc Ninh để bóng chặt lưới. Điểm thành phố 9-10. 9-10. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuyển thành phố 10 đầu. Băng Linh đã để bóng chạm tay và đi ra ngoài. Đỡ bước 1, tốt. Chưa có điểm. Tuyển thành phố 11-10. Tỷ số là 11-10, nghiêng về thành phố Hồ Chí Minh. Băng Ninh giao bóng. Bỏ gió tốt. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuyển thành phố 12, 11. Phát bóng tốt. Tuyển thành phố 13, 11. Băng Linh xin thổi ý. Khi tập được trận đấu. Sau thời gian đầu Băng Linh dẫn trước, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lại thế trận và đang dẫn điểm đội Kinh Bắc Băng Linh. Khán giả trên khán đài A không quay phim chuẩn dùng đèn flash. Đây là ông Phạm Văn Long, huấn luyện viên trưởng đội Kinh Bắc Băng Ninh. Nữ cầu thủ áo số 5 có những tay đập rất là mạnh. Điểm cho thành phố 14-11. Nam lại. Bỏ gió. Không được. Bỏ gió tiếp. Không được. Điểm thành phố 15, 11. Đội Băng Ninh thay người số 9 ra sân, 17 vào sân. Bóng thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp dẫn điểm. Bỏ gió tốt, hoa nở băng lên. Trưởng Băng Ninh 12-15. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Điểm thành phố 16-12. Đáp không được. Đáp tiếp. Vẫn còn. Thành phố Hồ Chí Minh phòng thủ rất chắc chắn. Vẫn còn. Liên tiếp các lực bóng. Điểm cho lễ Kinh Bắc Băng Linh. Điểm cho lễ Kinh Bắc Băng Linh.
bóng đập chặt chặt ra ngoài. 17-13. Đập bóng tốt, điểm cho Trung Bắc Văn Linh. Tiểu Văn Linh 14-17. Khoảng cách là 3 điểm. Văn Linh phạt bóng. Tốt. Đáp tốt. Hano. Điểm Văn Linh 15-17. Đội Thành phố Hồ Chí Minh xin tạm dừng trận đấu. Đây là nữ huấn luyện viên Trần Thị Hiền, nữ huấn luyện viên của đội Thành phố Hồ Chí Minh, đang có sự trao đổi với các cầu thủ. Số 9 của đội Thành phố Hồ Chí Minh rất to cao. Tiền phát bóng vẫn của Kinh Bắc. Đá bóng tốt. Đá tốt. Đem rồi. 17 đâu? 16-17. 16-17. 17 đều, 17 đều đấy. 17 đều, 17 đều, 17 đều rồi. Điểm Bắc Ninh 17 đều. Thành phố Hồ Chí Minh đánh bóng xuyên rào chắn ra ngoài. Bắc Linh lại vươn lên dẫn trước. Một trận đấu rất hay. Bỏ gió không thành công. Hoan hô libero. Tốt quá. Điểm Bắc Linh 19-17. Điểm sân 18-19. Một trận đấu rất hay, kịch tính ngay từ phút đầu. Đỡ bước 1. Tốt ca, ngay bất ngờ, hoan hô. Điểm Bắc Ninh 20-18. Đội trưởng Trà Giang chơi bóng rất hay. Một pha bóng gây bất ngờ. Bóng không qua lưới. Điểm cho Bắc Ninh. Điểm Bắc Ninh 21-18. Bóng không qua rào chắn. Lại. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm Thành phố 19-21. Bắc Linh lại giành điểm rồi. 19-21.
tuyển thông lên 23-19. Bắc Linh lại vươn lên dẫn trước. Đội Thành Phố xin đổi lần 2 ở một. Tỷ số là 23-19. Đây là nữ cầu thủ của Kinh Bắc Bắc Ninh, những gương mặt còn rất là trẻ. Hôm nay có đội trưởng Trà Giang trong đội hình của bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh, càng thể hiện thêm sức mạnh. Điểm do Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp bóng. Tốt. Thúy Hiền đập liên tiếp hai quả, quả thứ hai cô đã chiến thắng. Tốt, tốt, bỏ giỏ không ra. Hai năm 20, kết thúc hiệp thứ nhất rồi. Kim Bắc Bắc Ninh thắng tỷ số 25-20. Hiệp thứ nhất, Kinh Bắc Bắc Ninh đã giành chiến thắng 25-20, hai đội đổi sân và bước vào hiệp đấu thứ hai.